Sư cho con hỏi, con đọc kinh Phật nói đến các loài dạ xoa, ma hầu la già, phi nhơn, ngạ quỷ. Vậy chúng sống ở đâu? Trong thế giới này hay là ở trong thế giới khác chúng ta? Nếu sống trong thế giới cùng chúng ta, sao chúng ta không cảm nhận về những chúng sanh này đang hiện hữu? Thưa Thầy, trong chư thiên cũng chia ra nhiều bậc khác nhau, còn có những thân hình đẹp xấu khác nhau. Tại sao khi làm thiện nghiệp được sinh về cõi trời thì lại còn có những người thọ thân xấu? Thưa Thầy, khi Đức Phật hay nói đến cây đề hồ, vị của cây này như thế nào và nó có ảnh hưởng như thế nào trong văn hóa người Ấn Độ? Thưa Thầy, con không hiểu tại sao trong kinh Trường Bộ Đức Phật dạy cho Quê Sắt Thá về sự hình thành trái đất và con người ra đời cũng khác nhau như vậy, có đi ngược lại với sự khám phá của khoa học trong hàng thế kỷ trước không? Tại sao Đức Phật lại nói Như Lai đồng nghĩa với pháp thân, phạm thể? Chỗ này con không hiểu. Sư trả lời từng phần với quý vị đó. Thứ nhất là các cái loài phi nhân là chỉ chung cho tất cả các cái thể loại chúng sanh mà không phải con người ha. Tất cả các thể loại chúng sanh không phải con người chúng ta đều gọi là phi nhân đó. Thì các loài phi nhân á, nó ở nhiều nhiều cõi lắm. Ví dụ như địa ngục, chúng sanh ở địa ngục thì họ không có sống chung cùng một cái chiều không gian với chúng ta. Chúng sanh ở các cái cõi trời như là cõi Tứ Thiên Vương, rồi các cái cõi trời dục giới, các cõi trời sắc giới, vô sắc giới thì họ cũng không ở chung một cái chiều không gian với chúng ta. Cho nên á là chúng ta không có thể nhìn thấy được. Nhưng mà những cái chúng sanh, có một số chúng sanh, một là chúng sanh sa đọa, hai là những cái hàng chư thiên bậc thấp ở chung với cái cõi người. Ví dụ như các cái loài ngạ quỷ, các loài dạ xoa, các loài càn thất bà, thì những cái loài đó đó thì họ sống chung với cái cõi người. Loài thú, loài động vật á, thì cũng sống chung với cõi người nhưng mà chúng ta nhìn thấy. Nhưng mà tại sao những cái loài như là ngạ quỷ, dạ xoa, rồi những loài như càn thất bà, tại sao chúng ta không nhìn thấy? Nó có lý do như thế này. Thứ nhất á, là do chúng sanh loài người á, phiền não quá nhiều, cho nên cái tầm mắt, cái con mắt của loài người á, nó bị ô nhiễm, nó bị che đậy. Thành ra chúng ta rất khó để thấy được những cái loại chúng sanh ở những cái tồn tại mà nó vi tế hơn đó. Xin lấy ví dụ như cũng con mắt của chúng ta, nhưng mà tại sao quý vị không thể nhìn thấy cấu tạo một con vi khuẩn? Rõ ràng con vi khuẩn nó nằm ở trong phạm vi con mắt của quý vị đó. Chúng ta mở mắt ra, chúng ta nhìn một chai nước, chắc chắn ở trên chai nước đó có vi khuẩn. Và không chỉ một con mà có cả hàng triệu con vi khuẩn trên đó. Nhưng mà tại sao chúng ta không nhìn thấy? Chúng ta có nhìn thấy nhưng tại sao chúng ta không nhận ra được? Bởi vì nó quá nhỏ đi, mà cặp mắt của chúng ta nó quá kém, chúng ta không thể nhìn thấy. Nhưng nếu như chúng ta đưa ra cái kính hiển vi thì chúng ta có thể nhìn thấy. Hoặc sư ví dụ như trong lòng bàn tay của chúng ta có rất nhiều những vi khuẩn, thậm chí người ta nói có cả 100.000 con vi khuẩn ở trong lòng bàn tay, nhưng tại sao chúng ta không nhìn thấy? Chúng ta thấy có vẻ như tay của chúng ta rất là sạch, nhưng nếu như chúng ta soi dưới kính hiển vi chúng ta mới thấy được vi khuẩn. Như vậy đó, cái con vi khuẩn, cái sắc của nó vốn dĩ là nó nhỏ quá, nó tế hơn đó, nó tế hơn. Rồi cái tế ở đây nó còn mang một cái kiểu khác, ví dụ như cũng là ánh sáng. Tại sao chúng ta không thể nhìn thấy ánh sáng? Mà chỉ khi nào ánh sáng nó rọi vào một vật nào đó, cái vật đó nó phản quang lại chúng ta mới nhìn thấy.
Mặc dù ánh sáng có thể nó rất là rộng lớn, chúng ta không thể nhìn thấy ánh nắng. Chúng ta không thể nhìn thấy ánh nắng. Chẳng qua là khi ánh nắng nó rọi xuống dưới đất, nó rọi lên đồ vật, thì các cái đồ vật đó nó phản xạ lại và chúng ta thấy ánh nắng. Chúng ta mới biết là có ánh nắng. Hoặc là khi ánh nắng nó rọi vào những cái hạt bụi ở trong không khí, thì nhờ như vậy cái hạt bụi nó phản xạ lại, chúng ta mới biết là có ánh nắng. Chứ bản thân cặp mắt của chúng ta không thể nhìn được ánh nắng. Đấy, đó là cái cấu tạo của các cái sắc pháp. Có những cái loại sắc pháp nó quá vi tế, mà với một cặp mắt ô nhiễm của loài người chúng ta không thể nhìn thấy được. Muốn nhìn thấy chúng ta phải có sự tu tập. Để chi? Để bỏ đi những cái ô nhiễm nội tâm. Khi mà cái nội tâm của chúng ta nó dọn sạch sẽ những cái ô nhiễm đó, cụ thể là tham dục này, sân hận này, hoài nghi này, hôn trầm này. Đó. Thì những chúng ta đoạn trừ đi những cái truyền cái như thế đó. Tham sân hoài nghi, hôn trầm và cái trạo cử, là cái tình trạng lăng xăng của tâm. Khi chúng ta bỏ đi hết những cái ô nhiễm, những cái cấu uế đó, thì tự nhiên cặp mắt của chúng ta sẽ thanh tịnh. Khi cặp mắt của chúng ta nó sạch đó, thì tự nhiên chúng ta có thể nhìn thấy được nhiều thứ. Cũng giống như một người mắt bị mờ, mắt bị cận thị bẩm sinh, thì họ quen với việc họ nhìn thế gian với cái cảnh nó mờ mờ ảo ảo rồi. Họ quen và họ cho nó là bình thường. Cho đến khi lần đầu tiên họ đeo một cái cặp mắt kính, nó vừa đúng cái độ cận của họ, họ mới nhìn thấy được. À, thì ra trước giờ mắt chúng ta, mắt của mình bị mờ mà mình không biết. Cũng vậy đó. Xưa nay cặp mắt của loài người bị ô nhiễm bởi các cái phiền não, cho nên chúng ta rất khó nhìn thấy được những chúng sanh có cấu tạo vi tế hơn. Muốn nhìn thấy, chúng ta buộc phải làm sạch cặp mắt của chúng ta bằng cách loại bỏ đi những cái phiền não đó. Bằng cách gì? Tu tập thiền chỉ và thiền quán. Tại sao chúng ta không cảm nhận được sự hiện hữu của những chúng sanh này? Xin thưa là thứ nhất là chúng ta là cái gì để mà họ phải cho chúng ta biết sự hiện hữu của họ? Đối với rất nhiều người, cái sự tồn tại của họ, của những người đó đó, nó không dính dáng gì đến những cái chúng sanh như là các cái loài dạ xoa, các cái loài càng thác bà, các cái loài ngạ quỷ, không dính dáng gì tới họ, thì mắc mớ gì mà họ phải cho chúng ta biết? Giống như một người ở Việt Nam, một người ở đây ở nhà, ở trong một căn chung cư, thì một người khác cũng ở trong cái căn chung cư đó, mà có khi cả nhiều năm trời họ không biết mặt nhau. Tại sao vậy? Bởi vì họ không có dính dáng gì tới nhau hết. Đó, đó là nguyên nhân thứ nhất. Rồi như vậy quý vị có thể hỏi là dựa vào đâu để mà sư tin là có sự hiện hữu của những chúng sanh đó? Sư kể rất là nhiều rồi. Ở trong chùa thì có lẽ là không có ngạ quỷ đâu. Nhưng mà sư tin ở trong chùa có chư thiên. Dựa vào đâu để sư tin? Quý vị biết là chư thiên thì họ có khi có những cái ngôi chùa có chư thiên họ hộ trì đó. Và trong một lần như thế này, đâu phải bản thân sư lúc nào sư cũng siêng. Có những lúc bản thân sư cũng dễ vui, cũng lười biếng. Có một lần như thế này, sư không nhớ là lần đó, thì chỉ nhớ mang máng là khi đó cái tâm nó lui sụp thôi. Cái tâm nó lui sụp và đang nằm dài ở trên giường. Một cái nội tâm nó lui sụp, nó chán trường. Quý vị biết kinh á, những cái quyển sách kinh như vậy nè, để nó rất là vững,
Nhưng mà sư đang nằm như vậy không hiểu làm sao đó mà cái quyển kinh nó rớt ngay đầu. Sư mới giật mình. Sư nghĩ là cái này có thể chư thiên nhất. Rồi sau khi mà sư dọn qua căn phòng này, quý vị thấy là ở bây giờ cái tủ thì nó đóng lại rồi, tủ đóng lại rồi. Nhưng mà nó có cái cây đèn, cái đèn, cái đèn để sư cho quý vị coi. Đây. Đây cái đèn. Cái cây đèn này đó là cái đèn để mà nó trợ sáng khi mà sư làm video. Thì cái chân của cái đèn á, cái chân đèn á là cái chân ba chân rất là chắc chắn. Và phòng của sư á, thì sư gắn cái lưới, sư gắn lưới thì gió ở ngoài nó không, nó cản gần hết gió ở ngoài rồi. Thì trong cái thì cũng khi mà sư dọn, như khi ở, sư ở cái phòng này buổi sáng hôm đó, trời không có gió sư không mở quạt, trời không gió sư không mở quạt, đang yên đang lành như vậy. Nhưng mà cũng ngày hôm đó cái nội tâm sư đang lui sụp, nội tâm đang lui sụp, cái đèn á tự nhiên nó rớt xuống đó. Gì tính nổi, nó rớt xuống. Thì mặc dù rõ ràng trong phòng không hề có gió, trong phòng không hề có gió, và cũng không có dây nhợ gì mà đụng chạm gì tới cái nó hết trơn, và ba chân của cái đèn nó rất là chắc chắn. Vì biết cái chân nó rất là chắc như vậy mà nghĩ làm sao mà nó rớt xuống nó đè. Thì những lý do đó sư tin là có chư thiên. Chư thiên họ nhắc là khi mà nội tâm mình lưu sụp, chư thiên họ nhắc đó. Rồi trong một lần gần đây sư đã kể rồi, là có một lần đó, khi mà sư đi lên tụng kinh buổi sáng, một lần nữa cũng nội tâm đang lưu sụp. Sư mới nghĩ, khi mà sau khi tụng kinh sáng xong, 4 giờ tụng kinh xong, sư mới nghĩ trong đầu thôi, nghĩ ở trong đầu thôi, nếu như mà chư thiên ở đây, có cái chư thiên có khả năng đọc được tâm đó, thì tôi muốn chứng minh là tôi muốn tin là có sự tồn tại của chư thiên mà có khả năng đọc tâm. Cho nên khi đó cặp mắt của sư nhìn ra bên ngoài cửa sổ thì thấy cái tiệm bánh bao. Sư mới nghĩ là hôm nay tôi muốn ăn bánh bao, nghĩ ở trong đầu thôi. Thì sáng hôm đó sư chuẩn bị ôm bát sư đi khất thực, thì báo là ngày hôm nay có trai tăng thì không có đi khất thực. Sư mới nghĩ là thôi rồi, xong là hôm nay là không có bánh bao rồi. Vậy đó mà quý vị nghĩ làm sao mà cái thí chủ đi vô trai tăng mà họ dâng cái bánh bao mà bánh bao sữa, bánh bao nhỏ đó, bánh bao nhỏ. Sư hết hồn. Nhưng mà sáng ngày hôm sau, sau khi sư lên tụng kinh, sư mới nghĩ là sư nghĩ ở trong đầu thôi. Một lần nữa sư chỉ nghĩ ở trong đầu, sư không nói năng một tiếng nào nữa. Sư nói là bánh bao nhỏ không tính, bánh bao nhỏ đâu có tính, bánh bao lớn mới tính. Quý vị nghĩ sau khi sư đi xuống sáng 7 giờ, tự nhiên có Phật tử đem bánh bao vô cúng dường chư tăng, bánh bao lớn đàng hoàng, bánh bao lớn đem vô cúng dường chư tăng. Sư nói đây không có nghĩa là sư đang thèm, mà là sư đang thử coi có chư thiên có khả năng đọc tâm hay không. Mà sau khi sư chia sẻ thì để sư nhắc nhở một vài vị sư ở trong chùa, là sư tin là ở trong chùa mình là có chư thiên có khả năng đọc tâm đó nha. Thành ra đó, tu mà đàng hoàng á thì họ ủng hộ, còn tu mà không đàng hoàng họ quở chết luôn. Thì sau khi nói, sư nói như vậy thì không biết đó có phải là cái nguyên nhân hay không. Sư không biết đó phải là nguyên nhân hay không. Mà sau đó không lâu, vài ngày hoặc vài tuần sau, thì một vị hoàng tục và một vị đi về quê, không ở chùa nữa.
Đấy. Cho nên đó là những lý do mà sư tin là có sự tồn tại của những cái loài chúng sanh mà bản thân mình không nhìn thấy. Nó có chứ không phải không có.